Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Hôm nay, HD Radio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ dàn hát karaoke gia đình cao cấp với sự hiện diện của ba hãng âm thanh lớn, đó là Tecne, JK Audio và Bone Audio. Và đó chính là bộ combo HDR79. Bộ combo HDR79 gồm những thiết bị như sau. Đầu tiên là cặp loa Tecne E10 đến từ thương hiệu Tây Ban Nha và được nhập khẩu chính hãng. Loa Tecne E10 được thiết kế khá nhỏ gọn với công suất 240W và công suất max là 480W. Loa có độ nhạy là 91 dB và ở trở kháng 8 ohm. Loa sẽ phù hợp với diện tích phòng từ 20 đến 25m². Loa Tecne E10 hiện đang được HD Radio setup cũng như là lắp đặt cho nhiều khách hàng trên toàn quốc. Thiết bị tiếp theo được HD Radio lựa chọn để phối ghép với cặp loa Tecne E10 đó chính là cục đẩy công suất JK Audio H2600 đến từ thương hiệu Anh Quốc, là dòng cục đẩy công suất 2 kênh với công suất 600W trên 1 kênh ở trở kháng 8 ohm và được sử dụng mạch công suất Class H, nên cục đẩy công suất JK Audio H2600 rất dễ phối ghép với các cặp loa Bass 25 và Bass 30. Tiếp theo đó là vang số JK Audio X6000 Plus đến từ thương hiệu Anh Quốc, là bộ xử lý kỹ thuật số chuyên nghiệp dùng hoàn hảo trong các dàn karaoke gia đình. Vang số JK Audio X6000 Plus cho phép người dùng căn chỉnh tiếng micro được nhẹ nhàng hơn, tiếng echo được mượt mà hơn. Và đặc biệt hơn là vang số JK Audio X6000 Plus có thể cắt được 100% tình trạng rú rít mic. Kế tiếp đó chính là bộ micro JK Audio K800 cũng đến từ thương hiệu Anh Quốc. JK Audio K800 cho tiếng hát ngọt ngào hơn và trong trẻo hơn với khả năng tự động dò số sạch và được trang bị tính năng tự ngắt khi không sử dụng. Và cuối cùng đó chính là loa súp Bone Audio HTS-12 đến từ thương hiệu Mỹ, là dòng loa súp điện được sử dụng củ loa bass 30cm với trang bị bộ khuếch đại Class D cho công suất tối đa lên tới 400W để có thể dễ dàng tăng thêm tiếng trầm cho bộ dàn, giúp bộ dàn được hay hơn, mạnh mẽ hơn và uy lực hơn. Để biết được chất âm của bộ combo HDR79 như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình test thử chất âm của bộ combo HDR79 này nhé. Em như cơn gió thơ bay bay nhẹ, đưa anh tìm tìm vơ vơ, hoặc không biết lá xa trên con đường về, bỗng nghe lòng đã ước mơ. Mong em chắc tay em nhớ thì lòng cho bão tố về làm chiều mơ. Mơ yêu em kiếm thân yêu lần từ đầu, anh vẫn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đậm sâu, anh đã thương em từ lâu, anh muốn yêu em già lâu. Yêu em cho nên khi con tim ngừng đập, cho thiên nhiên lao non rơi. Yêu em cho đến khi lòng tôi lặng lẽ, đến khi loài chim quên nỗi bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiều mơ, xin yêu em thiết tha yêu lần đầu. Anh muốn yêu em già lâu.
Và vừa rồi, các bạn đã được nghe thử chất âm của bộ combo HDR79. Bộ combo HDR79 hiện đang được bày bán ở tất cả hệ thống showroom của HD Radio với giá đang được khuyến mãi là 68.880.000. Ngoài ra thì khách hàng còn được tặng một bộ giá treo loa, một bộ dây jack kết nối, một bộ pin sạc cho micro không dây, một gói công lắp đặt miễn phí tại nhà trong bán kính 30 km, một gói bảo hành tại nhà. Bên cạnh đó thì HD Radio còn áp dụng phương thức thanh toán chuyển khoản, quẹt thẻ, trả góp online với lãi suất từ 0%. Nếu các bạn quan tâm đến bộ dàn này, hãy truy cập website hdradio.vn hoặc liên hệ đến tổng đài 1800 0042. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp các hệ thống showroom của HD Radio ở hai miền Nam và Bắc để được tư vấn trực tiếp. Và cuối cùng, các bạn đừng quên ấn like và subscribe cho kênh YouTube của HD Radio. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo của HD Radio. Xin chào. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.